Quý vị thân mến, chúng ta cùng đến với nhà hàng trực tiếp tại Sâu Đá Thân Lân, Cần Thước, thành Long An để theo dõi sân khấu trong buổi tối ngày hôm nay. Cuộc so tài của các thủ Cà Phê 1994 và các thủ Tân Lân. Mang đến trận cầu này thì các cầu thủ của Tân Lân có sự có mặt của số 27 Minh Khôi, số 28 Hữu Lợi, số 2 Thái Luân, số 4 Khoa Thịnh, 25 Trọng Nhân, số 10 Thanh Phương. Một thời điểm ban đầu những các thủ của Cà Phê 1994 được hưởng một tình huống đá phạt với cự ly và góc sút hoàn toàn có thể làm nên chuyện cho các thủ áo xanh. Bóng hơi chạy sang cánh phải. Tình huống ở chiều bóng khá nguy hiểm. Và bàn thắng để mở ra tỷ số cho trận cầu từ chấm đá phạt. Ngay tình huống đá phạt đầu tiên thì đã tạo ra được bàn thắng. Bàn thắng ghi ở phút thứ 2 của trận cầu và người ghi bàn đó là thủ mang áo số 02. Và trận quá khó chịu và buộc cho thủ thành của Tân Lân phải là huấn luyện viên, khá nhiều huấn luuyện viên, hai huấn luyện viên cho Cà Phê 1994. Đường chuyền vào gôi và không vào. Một tình huống để bóng ngay cận khung thành. Và ra trận khá nguy hiểm và bàn thắng tiếp theo đến cho các cầu thủ của Cà Phê 1994. Những pha làm bàn vẫn đang được tạo ra một cách cực kỳ bất ngờ. Đợt này người đã nhận đường chuyền của đồng đội và tung ra cú sút đó là số 10 Hoàng Thái. Một pha đá chân với cự ly xa nhưng góc sút. Và nhưng Cà Phê 1994 vừa có tình huống thổi bóng cái đường chuyền của Hoàng Thái. Pha xử lý không thực sự là chính xác khi đưa bóng thẳng đến vị trí của đối phương của Báo Báo. Nhưng đây là cơ hội. Liệu có chân trái, bóng đi quá cao. Lực chất điểm của Đạt Cá Trê. Tình huống 2-2 và cũng không có quá nhiều những khoảng trống dành cho số 9 của các cầu thủ của FC Tân Lân. Đánh đầu 3-0 cho Cà Phê 1994. Một bài đánh với tình huống đá phạt góc quá dễ mà các thủ của Cà Phê 1994 vừa tạo ra. Tỷ số là 3-0. Quá Liên Nguyễn. Lúc này thì các thủ của Tân Lân đang phải chống chọi với những đợt tấn công và tình huống sửa bóng chính xác. Và làm bàn để thiết lập cú đúp và của số 10 Hoàng Thái và giúp cho các thủ Cà Phê 1994 vươn lên với khoảng cách là 4 bàn, tỷ số 4-0. Đường chuyền vào tuyến trong và một khoảng trống là quá lớn dành cho Hoàng Thái. Có những vấn đề cho đội hình của các cầu thủ. Đạt Cá Trê. Văn Dạy Cơ. Đường chuyền hợp lý, khoảng trống không vào. Pha xử lý đưa bóng đi ra ngoài. Khải Đen. Hoàng Thái. Tuấn Phát. Nguy hiểm, pha đặt chân khá mạnh mẽ để thiết lập thêm một cú đúp nữa cho các thủ Cà Phê 1994. Và lần này đó là cú đúp của cầu thủ mang số 16 Tấn Bắc. Khoảng trống và góc sút cũng đã bị làm hẹp đi khá nhiều. Nhưng khoảng trống xuất hiện nó nhỏ nhưng nó cũng vừa đủ để cho Tấn Bắc có thể. Và là Liên Nguyễn chân trái vào. Lại là một pha bóng nữa. Một cầu thủ nữa thành lập cú đúp cho các thủ. Cà Phê 1994 nhưng vừa rồi có vẻ như đó là bàn thắng giúp cho các cầu thủ của Tân Lân có được bàn thắng. Người ghi bàn đó là Đạt Cá Trê. Và đến lúc này thì họ bắt đầu nhập cuộc sau khoảng thời gian là 30 phút thi đấu.
giờ là ném biên lên cho các cầu thủ Tân Đần, còn Thái Luân là người thực hiện. Đó là đường chuyền và gôi. Kịch bản vẫn chưa thể thay đổi khi mà Cà Phê 1994 lại có được bàn thắng ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Tiếp tục vươn lên nữa cho các cầu thủ áo xanh, và lần này người ghi bàn đó là Bảo Báu, ngay sau khi được dâng lên đá cao và đón nhận được đường chuyền cực kỳ thuận lợi của đồng đội với một khoảng trống. Không thể qua người nhưng vẫn còn trả giải cơ, tình huống treo bóng nhưng Thành Tuấn Phong cũng có pha bay người cản phá cực kỳ đẹp mắt, chấp nhận cho đối phương quả đá phạt góc nhưng nó hoàn toàn là hợp lý dành cho Thành Tuấn Phong. Và chú báo hồng công hậu cũng đang nhắn nhủ với các đồng đội của mình, có nhắn nhủ gì thì các em các bạn lên mà. Và vừa rồi thì các cầu thủ của Cà Phê 1994 vừa tạo ra thêm một bàn thắng nguy hiểm nữa. Lần này tình huống ra chân treo góc quá nguy hiểm, quá khó chịu và buộc cho thủ thành đối phương đã phải vất vả, cũng không thể tránh được một bàn thua. Bảo Báu, Văn Mạnh, khá hợp lý. Làm gì đây? Và ra chân mạnh mẽ nữa. Và chắc chắn đó là bàn thắng tiếp theo cho các thủ Cà Phê 1994. Đó lại là một cú đúc nữa. Cú đúc thứ tư của các thủ Cà Phê 1994. Tuyến này khá vừa tầm dành cho Bảo Báu. Làm gì đây? Hot trick của Bảo Báu và giúp cho các cầu thủ của Cà Phê 1994 tiếp cận bàn thắng lên con số 10. Cầu thủ đầu tiên có cú hot trick. Một tình huống dứt điểm treo góc và khiến cho thủ thành của các cầu thủ bên phía một cách khá lớn. Và những thời điểm còn lại chúng ta cùng chờ xem liệu các cầu thủ của FC Tân Đân có thể có được nhiều hơn những bàn thắng. Bảo Báu, đồ đồ đá chủ động di chuyển lên để hỗ trợ nhưng đó là một pha xử lý nữa để hoàn thành poker của Bảo Báu. Bóng đá trôi xuống đáy biên và những nỗ lực xoay sở để thực hiện qua người và có cơ hội để đối mặt với thủ thành. Quá người hay, có cơ hội để đối mặt với thủ thành. Và hơi đáng tiếc là bóng đã đi trước khung thành. Tại gia đình cũng có những sự can thiệp của thủ thành bên phía Cà Phê 1994. Một tình huống mà đặt cá chê bất ngờ thoát xuống và có cơ hội. Nhưng Michael sẽ hỗ trợ cho thủ thành phát bóng lên. Nhưng trước đó thì các cầu thủ của FC Tân Đân đã có thêm những sự thay đổi người nữa. Quay trở lại đó là Minh Khôi, Minh Thuận, đường chuyền vào tiến ai, nhưng đó là một đường chuyền, sau đó thì cũng không thể có được bàn thắng dành cho Khải Đen. Khá tốt Văn Mạnh, sau đó đường chuyền không thành công, nỗ lực để thu hồi bóng. Quá người có cơ hội để đối mặt với Thành Tuấn Phong, không vào. Đáng tiếc là Minh Khôi đã có pha xử lý quá hiền. Nhưng cánh chân của Thành Tuấn Phong vẫn kịp có được tình huống can thiệp để cản phá. Các cầu thủ của Cà Phê 1994 ở trong những giây phút đầu và bàn thắng tiếp theo đến và lần này tiếp tục đó là đá cá chê. Cú đúc của số 9 cho các thủ FC Tân Đân. Một đường chuyền vượt tuyến và đặt cá chê ở trạng thái tuyến 2, đặt cá chê. Tiếc là vấp bóng của số 9
Quán Bánh. Lần này là đường chuyền, sẽ làm gì đây khi có cơ hội đối mặt với thủ thành nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho Khải Đền. Đây vào đó sẽ chỉ là một quả đá phạt góc cho Cà Phê 1994 mà thôi. Đường chuyền của Văn Mạnh lên cho Khải Đền, đủ thời gian, đủ không gian dành cho số 7 để ngắm nghía và căn chỉnh. Còn cái gì? Hợp lý, khoảng trống. Đến lúc này thì trọng tài cũng thổi còi để kết thúc trận cầu giao hữu của Cà Phê 1994 và các cầu thủ FC Tân Ân. Tỷ số chung cuộc là 11-3 nghiêng về Cà Phê 1994. Một trận đấu với quá nhiều những bàn thắng, một chiến thắng thuyết phục của Cà Phê 1994. Cảm ơn hai đội bóng đã đến với chiếc cầu này. Cảm ơn tất cả quý các bạn đã quan tâm theo dõi. Đến đây thì chúng tôi và đội luôn chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở trong những trận cầu tiếp theo.